Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo về lớp. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn hoạt động trải nghiệm lớp 3 của bộ sách Cánh Diều. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn hoạt động trải nghiệm lớp 3 của bộ sách Cánh Diều. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong tuần thứ 8. Ở tuần 8 chúng ta cũng sẽ có 3 tiết hoạt động trải nghiệm. Tiết đầu tiên sẽ là tiết sinh hoạt dưới cờ. Chúng mình sẽ ổn định tổ chức và nghe các anh chị tổng phụ trách nhận xét một tuần vừa qua và phát động phong trào thi đua của tuần tới. Bên cạnh đó thì chúng mình sẽ thực hiện hoạt động đó là sinh hoạt dưới cờ, tôn trọng sở thích cá nhân. Chúng ta sẽ nghe tham gia trình diễn tiểu phẩm tôn trọng sở thích của nhau. Và ở đây chúng ta cũng thấy hình ảnh các bạn ấy đang quan sát tiểu phẩm và lắng nghe, đúng không? Chúng ta thấy có hai bạn học sinh đang trò chuyện với nhau, đó là bạn phải tô màu xanh giống tớ mới đẹp. Bạn học sinh còn lại thì nói, cô giáo bảo được chọn màu mà tớ thích màu đỏ hơn. À, vậy thì ở đây chúng mình thấy một là bạn học sinh thì khuyên bạn là tô màu xanh giống tớ mới đẹp. Còn một bạn học sinh thì cô giáo bảo được chọn màu mà tớ thích màu đỏ hơn. Một bạn thì thích tô màu đỏ hơn. Như vậy qua câu chuyện chúng ta cũng thấy là mỗi bạn có một sở thích khác nhau, đúng không? Vì thế nên chúng ta cần phải tôn trọng sở thích của nhau. Sau khi xem tiểu phẩm và chúng mình cũng có thể chia sẻ cảm nghĩ. Vậy thì ở đây chúng mình sẽ chia sẻ cảm nghĩ như thế nào? À, bây giờ thầy sẽ nói lên một cái cảm nghĩ của một số bạn học sinh sau khi xem tiểu phẩm nhé. Dựa vào đây chúng mình có thể là xem chia sẻ của chúng ta có giống với bạn hay không. Thì ở đây có một số chia sẻ, đó là chia sẻ về cảm nghĩ của tiểu phẩm, đó là hồi hộp, lo lắng và đồng tình. Như vậy thì tiểu phẩm đã đề cập đến rất nhiều bài học quý giá về sự tôn trọng nhau. Mỗi người có một sở thích riêng khác nhau, không ai giống ai. Vì thế, cần tôn trọng sở thích cá nhân của mỗi người, không bày tỏ thái độ đối với sở thích của người khác. À, vậy thì sau khi xem tiểu phẩm, chúng ta cũng có thể chia sẻ với bạn bè như vậy nhé. Tức là chúng mình cần phải chia sẻ, đó là mỗi người đều có một sở thích riêng khác nhau, đúng không? Không ai giống ai. Bạn thì thích màu đỏ, bạn thì thích màu xanh, bạn thì thích vẽ, bạn thì thích hát. Cho nên chúng ta sẽ phải tôn trọng mỗi sở thích của mỗi người. Và đến với hoạt động tiết thứ hai, chúng mình cũng sẽ sinh hoạt theo chủ đề, đó là sản phẩm em yêu thích. Dựa vào những khả năng, những sở thích của chúng mình sẽ làm những cái sản phẩm mà em yêu thích. Và chúng ta sẽ đến với hoạt động khởi động. Trong hoạt động khởi động thì chúng mình có thể quan sát tranh trên màn hình. Vậy thì ở đây chúng mình có thể cho thầy biết hình ảnh trên màn hình đó là hình ảnh gì? À, đúng rồi, hình ảnh trên màn hình chúng mình thấy có nhiều các cái sản phẩm khác nhau, đúng không? Có thể là xếp các cái con vật bằng lá cây, có thể là làm những cái đồ vật bằng tre, hoặc là có thể là xếp cắt dán những bông hoa, có thể là gấp và dán những cái đèn lồng. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể là xếp thành những hình ngôi nhà, đúng không? Đây là một số sở thích và một số sản phẩm mà một số học sinh chúng ta có thể làm được. Và để chúng ta làm được một số sản phẩm như thế này, chúng ta sẽ đến với phần khám phá. Ở phần khám phá, chúng mình có thể quan sát tranh trong sách giáo khoa. Thì chúng ta sẽ đến với hoạt động, đó là thiết kế sản phẩm em yêu thích. Đến với hoạt động này, chúng mình có thể quan sát tranh, chúng ta có thể cho thầy biết hình ảnh trong tranh vẽ những gì. À, đúng rồi, hai bạn học sinh đang thảo luận, đúng không? Có thể là nêu lên một số ý tưởng để mà làm những cái sản phẩm các bạn ấy yêu thích, đúng không? Vậy thì đầu tiên chúng ta muốn làm được những sản phẩm yêu thích thì chúng mình cần phải chuẩn bị những gì? À, đúng rồi, ở đây chúng mình sẽ chuẩn bị, đó là gì? Giấy màu, các loại hoa hạt, hồi dán, và có thể là bút màu, keo. Nếu làm ngôi nhà thì chúng ta cần những cái vật dụng như là bìa cứng hoặc là những
thanh tre nhỏ đúng không? Và chúng ta sẽ trao đổi ý kiến để tiến hành làm cái sản phẩm em yêu thích. Chúng ta có thể là thiết kế các cái sản phẩm khác nhau tùy vào mỗi nhóm, mỗi bạn đúng không? Thì ở đây thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái số cái sản phẩm mà khả năng chúng mình có thể làm được. Dựa vào đây thì chúng ta có thể là thiết kế một cái sản phẩm mà chúng mình yêu thích. Sau đó chúng ta sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Bức tranh đầu tiên thì chúng mình thấy các bạn ấy đang lên ý tưởng thiết kế một ngôi nhà đúng không? Có thể là dán gấp hoặc là vẽ một ngôi nhà và chuẩn bị thì giấy mong, các loại hạt và hồ dán và keo. Và chúng ta sẽ thực hành làm sản phẩm, thì ý tưởng của chúng mình lên như thế nào thì chúng ta sẽ làm. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng đến với bức tranh số 2. Ở đây chúng mình thấy sản phẩm em yêu thích thứ hai đó là gì? À đúng rồi, các bạn ấy đã nhặt những chiếc lá và xếp thành hình con thỏ đúng không? Đây cũng là một cái sản phẩm để chúng ta có thể là thiết kế lên ý tưởng. Vậy thì chúng ta có thể trao đổi với bạn nào mà cùng sở thích với mình, đó là chúng mình cần phải chuẩn bị là gì? Nếu như chuẩn bị này thì chúng ta cần phải có là những chiếc lá cây đúng không? Bên cạnh đó thì chúng mình phải tìm những cái vật giống như là hạt, giống như là con mắt của con thỏ này. Bên cạnh đó chúng mình sẽ tìm những cánh hoa để làm tai này. Giống như bên dưới thì chúng ta thể thiết kế những sản phẩm yêu thích giống như là con chim này đúng không? Gấp những cái lá cây thành hình con chim. Và từ đó chúng mình sẽ trao đổi ý tưởng với các bạn và chúng ta sẽ thiết kế sản phẩm. Và một số bạn cũng có thể là lên ý tưởng thiết kế dáng đúng không? Mà những bông hoa như thế này. Ở đây thì chúng ta có thể thiết kế một cái sản phẩm bông hoa bằng những tờ giấy màu. Thì ở đây chúng ta có thể là chuẩn bị đó là kéo và các loại giấy màu và keo. Và chúng ta sẽ trao đổi với bạn để thiết kế cái sản phẩm này. Chúng ta có thể cắt thành những bông hoa, sau đó dán lên một cái tờ giấy đúng không? Giống như hình vẽ. Đó, chúng ta có thể trao đổi với bạn để thực hiện sản phẩm này. Tiếp theo có thể một số bạn sẽ thiết kế một cái sản phẩm yêu thích nữa, đó là xếp các thanh tăm hoặc là các cái thanh tre nhỏ thành hình ngôi nhà. Ở các cái sản phẩm này thì chúng mình cần phải có bìa cắt tông cứng và có các cái thanh tăm tre, và hoạt động này chúng ta có cần phải keo, cần phải băng dán đúng không? Hoạt động này thì chúng mình cũng cần phải thiết kế và thực hiện sản phẩm. Chúng ta sẽ tìm những bạn cùng sở thích và sẽ thiết kế sản phẩm này. Sau khi chúng mình thiết kế xong thì chúng ta sẽ triển lãm. Thì ở đây chúng ta có thể là như hoạt động vừa rồi thầy vừa hướng dẫn đúng không? Chúng ta sẽ thiết kế các sản phẩm mà em yêu thích, thì thầy đã đưa lên một số sản phẩm để cho chúng ta dựa vào đấy và thiết kế. Còn việc thiết kế thì chúng mình có thể rủ thêm bạn bè, có thể là thiết kế cùng anh chị, bố mẹ nhé. Sau khi thiết kế thì chúng ta sẽ triển lãm. Ở đây chúng ta có thể quan sát tranh trong sách giáo khoa. Chúng mình thấy các bạn ấy đang làm gì? À đúng rồi, các bạn ấy đang trình bày những cái sản phẩm mà các bạn ấy thiết kế đúng không? Những cái sản phẩm mà các bạn ấy đã làm theo nhóm, theo tổ của mình và có thể là theo sở thích của mình. Chúng ta có thể trình bày, xong đó chúng mình sẽ chọn những cái sản phẩm đúng không? Và đưa ra kết quả, đó là chọn những cái sản phẩm mà chúng ta yêu thích. Xong đó chúng mình sẽ triển lãm cho các bạn khác cùng xem. Như vậy thì chúng mình thấy là ở sản phẩm em yêu thích này, chúng ta sẽ có là rất là nhiều sản phẩm đúng không? Và việc của chúng mình sẽ là thực hiện những cái sản phẩm đó, xong đó là triển lãm cho các bạn. Thì chúng mình thấy là mỗi người có những cái sở thích và lựa chọn khác nhau. Tất cả tạo nên sự đa dạng nhiều màu sắc của cuộc sống, làm cho bản thân mình tốt đẹp hơn. Và qua hoạt động sản phẩm em yêu thích, chúng ta cũng thấy là có nhiều bạn sẽ có những khả năng khác nhau, có những sở thích khác nhau, và chúng ta sẽ lựa chọn và làm những cái sản phẩm của mình cho bản thân và cho các bạn cùng sở thích.
Ở đây thì chúng ta sẽ chuẩn bị một bộ trang phục em yêu thích cho giờ học sau. Và ở hoạt động đây là hoạt động về nhà. Chúng ta sẽ đến với tiết thứ ba, đó là tiết sinh hoạt lớp. Tiết này thì thầy sẽ không hướng dẫn kỹ. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị những cái bộ đồ mà hôm trước chúng mình đã chuẩn bị, đó là bộ trang phục em yêu thích. Sau đó chúng mình sẽ trình diện thời trang. Bộ trang phục em yêu thích cho giờ học sau, chúng ta có thể là có nhiều bộ trang phục đúng không? Chúng mình có thể là mang những bộ đồ mà chúng mình có thể là lâu ngày mới được mặc, những bộ đồ đẹp, những bộ đồ đặc sắc và những bộ đồ mà nói lên tình yêu thiên nhiên, yêu môi trường, chúng ta có thể là giới thiệu cho các bạn đúng không? Và chúng ta có thể là thuyết trình về những bộ đồ đó. Và chúng ta sẽ giới thiệu, ví dụ ở đây chúng ta có thể là giới thiệu về trang phục của em yêu thích. Ví dụ như là bộ trang phục em yêu thích là chiếc váy có màu hồng, được làm từ vải lụa rất mềm, váy dài đến đầu gối, vừa rất vừa với người. Tay váy hồng rất xinh, váy còn có một chiếc nơ màu trắng ở cổ, càng thêm phần đáng yêu. Em rất thích chiếc váy, em sẽ giữ gìn nó cẩn thận hơn. Đó là một số ví dụ để chúng mình có thể là trình diện thời trang theo chủ đề, đó là trang phục em yêu thích. Ngoài ra chúng ta có thể là giới thiệu thêm những bộ đồ khác để cho các bạn cùng biết. Đây chỉ là hoạt động sinh hoạt lớp, thầy sẽ không hướng dẫn kỹ. Như vậy là thầy cũng đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài 8, đó là thực hiện theo chủ đề sinh hoạt, hoạt động theo chủ đề đó là sản phẩm em yêu thích. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo cho những video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các em rất là nhiều.